Trong 2 năm sau Pep Guardiola, chúng tôi là đội giành được nhiều danh hiệu nhất tại nước Anh. Vì vậy, chúng tôi đang ở một vị thế vững chắc. Hãy nhìn xem, chúng ta có thể đánh bại một đối thủ không chỉ một lần mà còn nhiều lần trước Manchester City và cả Liverpool. Đó là những lời khẳng định đanh thép của Erik ten Hag về sức mạnh của Man U tới thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên người Hà Lan cho rằng đội chủ sân Old Trafford hiện tại đang đi đúng hướng và chỉ xếp sau duy nhất đương kim vô địch Man City về tiềm năng trong tương lai. Có vẻ với sự hỗ trợ đắc lực từ ban lãnh đạo mới, đứng đầu là tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự, Erik ten Hag đang khao khát phục hưng đế chế Man United đã lụi tàn. Bây giờ hoặc không bao giờ, muốn lớn mạnh như đội bóng hàng xóm hoặc vươn tới tiệm cận với sức mạnh của nửa xanh, Man United trước tiên phải chạy đua lực lượng để hoàn thiện một đội hình có chiều sâu tuyệt đối, điều mà Man City luôn làm tốt với những ngôi sao đẳng cấp ở mọi tuyến. Sau thương vụ bom tấn chấn động với trung vệ túi tin Lenny Yoro, Man United lại hướng đến việc nâng cấp hàng công với những tên tuổi lớn. Joshua Zirkzee đã cập bến nhà hát của những giấc mơ, nhưng dường như điều đó vẫn chưa thỏa mãn ban lãnh đạo. Họ muốn có thêm một họng pháo thực thụ, người có thể cung cấp đầu ra bàn thắng đều đặn trong mỗi mùa giải. Và Ivan Toney hiện lên như cái tên được ban lãnh đạo Man United nhắm đến. 28 tuổi, Ivan Toney đang đạt tuổi chính của một tiền đạo. Anh tích lũy kinh nghiệm mà vẫn còn rất sung sức để có thể càn quét mọi hàng thủ tại Premier League. Ivan Toney sẽ bổ sung sự già rơ cần thiết cho tuyến đầu còn non trẻ của Man United, với những sao mai vẫn thiếu kinh nghiệm như Rasmus Højlund, Amad Diallo hay Alejandro Garnacho. Trong bối cảnh Anthony Martial đã ra đi, giờ đây Højlund đang là số 9 duy nhất của Man United và Ten Hag cần một phương án dự phòng đủ chất lượng để tạo ra sự cạnh tranh cho tiền đạo 21 tuổi này. Việc Rasmus Højlund trải qua một mùa giải khá chật vật tại nước Anh đủ để chứng minh rằng anh cần thêm cơ hội và thời gian để trưởng thành. Nhưng Man United lại không có nhiều thời gian đến như vậy. Họ cần một sự ổn định đúng nghĩa và Ivan Toney sẽ là màu sắc mà Quỷ Đỏ đang tìm kiếm bấy lâu. Theo tiết lộ của The Athletic, Man United đã thảo luận nội bộ về việc ký hợp đồng với Ivan Toney sau thương vụ Joshua Zirkzee. Trong nội bộ, các cuộc thảo luận đã diễn ra với Ivan Toney, người còn một năm trong hợp đồng với Brentford. Cả hai đều biết họ sẽ không gia hạn với câu lạc bộ của mình và đang tìm cách chuyển đi. Brentford được cho là muốn kiếm về 60 triệu bảng. Cầu thủ 28 tuổi này, nhưng một số người tin rằng họ có thể chấp nhận con số gần 40 triệu bảng. Nếu chiêu mộ thành công được Ivan Toney, Man United sẽ sở hữu một hàng công ấn tượng nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson không còn dẫn dắt. Với sơ đồ ba tiền đạo ưa thích, Ten Hag sẽ thoải mái lựa chọn những tổ hợp ưng ý của mình trước mỗi đối thủ. Hai cánh sẽ là sự tả xung hữu đột và luân chuyển vị trí linh hoạt giữa nhóm cầu thủ Rashford, Sancho, Anthony, Garnacho, Diallo và Zirkzee. Trong khi đó, vị trí trung phong sẽ là sự cạnh tranh giữa Toney và Højlund. Thậm chí Zirkzee hoàn toàn có thể đảm đương vai trò số 9. Với một hàng công đa dạng như vậy, có thể khẳng định Man United đang vượt lên trên các đội bóng khác về cuộc chiến ghi bàn. Thậm chí cả Man City với tiền đạo chủ lực Erling Haaland cũng phải ghen tị với chiều sâu mà Man United có thể tạo ra ở hàng tiền đạo. Ivan Toney đã ghi 72 bàn thắng và góp 23 kiến tạo sau 141 trận khoác áo Brentford kể từ khi anh chuyển đến đây vào mùa hè năm 2020. Tiền đạo người Anh có nhiều mối liên hệ với việc rời khỏi câu lạc bộ thành London sau khi anh trở lại sau án cấm cá cược kéo dài 8 tháng. Tuy nhiên, thương vụ mùa đông không thành hiện thực và Ivan Toney vẫn ở lại Brentford trong nửa sau của mùa giải vừa qua. Anh cũng đã kịp ghi 4 bàn sau 5 trận ở Premier League. Ivan Toney sau đó được triệu tập tham dự Euro 2024, nơi mà anh cũng đã đóng góp bằng cách kiến tạo và ghi bàn trong trận gặp Slovakia và ghi một quả phạt đền trong loạt luân lưu giành chiến thắng trước Thụy Sĩ. Ivan Toney cũng nhấn mạnh đây sẽ là mùa giải bước ngoặt trong sự nghiệp. Muốn thực hiện bước tiến trong sự nghiệp là phải chơi cho một câu lạc bộ lớn. Toney chỉ còn một năm trong hợp đồng và là cơ hội cuối cùng để Brentford có thể thu về khoản phí chuyển nhượng nhằm tái đầu tư. Vì vậy, Man United cũng sẽ có lợi thế trên bàn đàm phán. Man United thiếu hỏa lực vào mùa giải trước, cùng với những phẩm chất khác về việc ký hợp đồng với một phương án tấn công mới là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn Ineos vào mùa hè này. Hành động nhanh chóng và quyết liệt với Joshua Zirkzee đã được đưa ra. Man United đã chi trả 36,5 triệu bảng cho Bologna để có được cầu thủ người Hà Lan. Việc chiêu mộ thêm trung phong là ý đồ của ban lãnh đạo, với mong muốn giúp Garnacho và Rashford có thể phát triển hết tiềm năng ở các vị trí rộng hơn. Trong khi đó, Wan-Bissaka, Lindelof, Casemiro
và Sancho nằm trong số những cầu thủ có thể bị bán. Anthony là một nhân vật khác cũng có một tương lai không chắc chắn. Kế hoạch cho hàng tấn công tinh giản từ đây trở đi khá đơn giản. Wan-Bissaka và Lindelof ra đi sẽ thúc đẩy nhu cầu về một hoặc hai hậu vệ mới, trong khi Casemiro chuyển đến Ả Rập Xê Út sẽ đẩy nhanh quá trình theo đuổi để ký hợp đồng với một tiền vệ khác. Việc tạo ra lợi nhuận thông qua thu mua chuyển nhượng Sancho có thể giúp Man United thêm tiền thưởng để chi tiêu. Erik ten Hag và Man United có 5 cái tên ưu tú để xếp vào hàng tiền đạo, bao gồm bộ ba quen thuộc của mùa trước là Garnacho, Højlund và Rashford. Với Diallo và Jorginho dường như đang chờ đợi thời cơ để tỏa sáng. Về mặt lý thuyết, như đã nói, Sancho hoặc Anthony sẽ là sự lựa chọn thứ 6 và thứ 7, trừ khi cả hai đều ra đi. Trong kịch bản đó, ngân sách dành cho Ivan Toney sẽ được nâng lên đáng kể. Ivan Toney còn 1 năm trong hợp đồng với Brentford, và mùa hè này cũng là cơ hội để Brentford có thể thu được tiền. Arsenal và Chelsea được cho cũng sẽ cạnh tranh đến cùng. Theo nguồn tin của TalkSport, Ivan Toney đang cân nhắc phương án ở lại Brentford thêm một mùa giải trước khi ra đi dưới dạng chủ nhượng tự do vào mùa hè sang năm. Man United đã nhận được tín hiệu từ Ivan Toney và sẵn sàng chờ anh thêm một năm để ký hợp đồng miễn phí. Bản thân tiền đạo người Anh cũng bày tỏ mong muốn được chơi tại sân Old Trafford. Trước đó, người đại diện của Ivan Toney đã thông báo với Brentford về việc thân chủ của mình muốn ra đi và yêu cầu đội bóng đưa ra mức giá để chấp thuận lời đề nghị từ Man United. Về phần mình, huấn luyện viên Thomas Frank rất muốn Ivan Toney ở lại, nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ban lãnh đạo Brentford cũng như ý định của cá nhân cầu thủ người Anh. Chúng ta không bao giờ biết trước được tương lai. Hiện tại Ivan vẫn là cầu thủ của Brentford và tôi rất muốn cậu ấy ở lại. Điều này sẽ mang đến cho đội bóng những tín hiệu tích cực, nhưng tôi chưa từng gặp huấn luyện viên nào từ chối một tiền đạo giỏi cả. Hiện tại Ivan vẫn đang ở đây, tôi chỉ biết có vậy. Có thể thấy, Man United đang nắm mọi lợi thế trong thương vụ Ivan Toney. Với nhân sự như hiện tại, họ không cần phải quá vội vàng trong việc ký hợp đồng với tiền đạo của Brentford. Một mức phí từ 40 đến 50 triệu euro cho một chân sút như Ivan Toney là một cái giá chấp nhận được và chắc chắn. Với những quyết sách mới đến từ Sir Jim Ratcliffe, Man United sẽ không ngần ngại để tiếp tục nâng cấp hàng công siêu hạng của mình.